Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video ngắn quay lại cảnh chợ An Thới cho mọi người cùng xem nhé. Đây là con đường phía trước của mình, con đường tỉnh lộ 975. Đây, ngày mình thường đi các bạn nhé. Mình bắt đầu di chuyển từ đây xuống chỗ chợ An Thới, quay lại cho các bạn cùng xem. Phía bên tay phải và bên tay trái của các bạn là khu đô thị mới New An Thới các bạn nhé. Lúc trước mình có làm một video ở đây rồi cả. Mùa này mùa dịch, do dịch ở bên trong á, người ta rào tất cả các cái cổng ra vào cái khu đô thị này nha các bạn. Ở đường người ta đang sửa chữa nữa, tất cả rất là bụi. Đi các bạn nên đeo kính và mang khẩu trang các bạn. Hiện tại là các cái cổng ra vào của cái khu New An Thới này đã rào chắn rồi các bạn, hạn chế đi vào bên trong. Hôm nào nó hết dịch thì mình sẽ quay lại đây và đi vào cái khu này và khu phía sau ở bãi đất đó, quay lại và chia sẻ với mọi người cùng xem nhé. Đặc biệt là cái khu cáp treo phía sau bữa nay nó đang hoàn thiện rồi và đang mở cửa đón khách rất là đẹp luôn các bạn. Và các bạn cùng dõi theo chân mình nhé. Mình đang di chuyển đến ngã tư bốn con chó để đi vào chợ An Thới cho các bạn cùng xem. Các bạn xem video trên kênh của mình, nếu thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp các bạn nhé. Một đăng ký của các bạn sẽ làm mình có động lực để làm các video mới tiếp theo cho mọi người cùng xem. Hôm nay khung cảnh là trời nắng rất là đẹp luôn. Do mình vừa di chuyển mà vừa quay nữa, máy nó bị rung lắc các bạn. Các bạn xem thấy xem mà rung lắc thì các bạn thông cảm dùm nha. Đây, mình đã tới ngã tư bốn con chó rồi, bây giờ mình vẹo phải và mình đi về hướng chợ An Thới các bạn. Dọc con đường này bắt đầu trở từ ngã tư này đổ xuống chợ An Thới là hai bên người ta đều bán, bên này người ta buôn bán rất là nhộn nhịp luôn các bạn nhé. Đây, đây là người dân đang buôn bán. Do mình đi xuống nó được sáng nha các bạn, không được đẹp lắm, nhưng nếu là nó đi lên thì cảnh nó rất là đẹp luôn. Chút nữa thì mình sẽ di chuyển xuống một vòng ở trong cái khu chợ rồi mình di chuyển ra, mình thì sẽ đi lên lại trên này nha các bạn. Đây là phía trước của các bạn là con đường nhựa đi xuống chợ An Thới, chạy về đường Nguyễn Văn Cừ các bạn. Đường này, đường khúc này là gọi là Nguyễn Văn Cừ các bạn. Các quán xá rất là đông đúc và sầm uất các bạn. Buổi sáng người ta buôn bán rất là tấp nập. Mời mọi người cùng dõi theo video nhé. Cảm ơn cả nhà luôn đồng hành và ủng hộ video của mình. Chúc cả nhà xem video thật nhiều vui vẻ.
Bây giờ là mình di chuyển đi về nha các bạn. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn xem video trên kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông theo dõi các video mới của kênh các bạn nhé. Video của kênh được cập nhật hàng tuần các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ video của mình.